Welcome các bạn đã quay trở lại với kênh Uyên Quỳnh Cuộc Sống Mỹ hôm nay. Nếu như những anh chị nào theo dõi kênh của Uyên Quỳnh rất là lâu thì biết rằng kênh Uyên Quỳnh đã có rất là nhiều video kết nối những cặp đôi với nhau. Bên cạnh đó, Uyên Quỳnh cũng nhận được rất là nhiều tin của những anh chị là những cặp đôi đang tìm hiểu nhau, tuy là chưa có những kết quả chính thức. Và cũng vì thế, Uyên Quỳnh không cho số điện thoại cho những người sau nữa. Tuy nhiên, có những anh chị sau một thời gian tìm hiểu lại cảm thấy không phù hợp với nhau, báo tin cho Uyên Quỳnh biết là họ đã chia tay. Và như thế là họ mất đi những cơ hội trước đây mà có những người khác muốn làm quen với họ. Chính vì thế mà Uyên Quỳnh quyết định là sẽ đăng lại những video của các anh chị nào vẫn còn cô đơn, hoặc là những anh chị nào trong thời gian tìm hiểu mà chưa báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết á, thì xin vui lòng báo tin lại cho Uyên Quỳnh biết rằng mình đang có bạn và đang tìm hiểu. Nếu không thì Uyên Quỳnh nghĩ rằng anh chị ấy vẫn còn cô đơn và sẽ đăng video đó lại bên phần Facebook để cho những bạn nào sau này muốn làm quen với anh chị thì vẫn có cơ hội để làm quen với các anh chị nhé. Nào bây giờ Uyên Quỳnh mời cả nhà chúng ta sẽ nghe chia sẻ tâm sự của những anh chị cô đơn đi tìm người yêu hôm nay nhé. Rồi, chị chào em ha. Dạ, em chào chị. Em chào tất cả anh chị em cộng đồng mạng. Em có thể giới thiệu về mình ha. Dạ, em Ngọc, em đang sinh năm 1994. Hiện tại em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em tên gì? Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Em sinh năm mấy? Dạ, 1984. Hiện tại em đang làm công việc gì? Hiện tại em đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm phun xăm đó chị. Em làm công việc này được bao lâu rồi? Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Lone Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Em làm được 4 năm rồi chị. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Dạ, nói chung là em cũng là đang là mẹ đơn thân ạ. Con của em được bao nhiêu tuổi? Dạ, bé năm nay 9 tuổi chị. Em với ông xã chia tay khi nào? Cũng 5 rồi chị. 1 năm rồi hả? Ông xã trước của em á là làm công việc gì? Là làm giám đốc kinh doanh bên hóa chất đó. Rồi em với ông xã cưới nhau lâu không mà chia tay? Dạ lúc đó em không có cưới. Lý do gì sao hai người chia tay em? Dạ nói chung là cái đó là lúc đó là em chỉ là ông xã trước em đó là em muốn là đơn thân sinh con, tôi nghĩ tính là thành ra em có kết hôn. Sau đó là mình em đưa con luôn hả? Hay là anh ấy có phụ em không? Dạ nói chung là cũng thỉnh thoảng. Có khi thì có giúp, có khi thì không. Con em là con gái hay con trai? Trai. Rồi hồi đó giờ em sinh ra và lớn lên ở thành phố hay là em ở quê lên? Dạ, em ở thành phố chị. Em rồi, em nghĩ ưu điểm của mình là gì? Em
đời sống có trách nhiệm, có tâm. Nói chung là hay nghĩ đến luật nhân quả, cũng hòa đồng vui vẻ, biết thương người. Còn khuyết điểm của em là dễ cảm xúc, dễ còn tự ái, dễ khóc. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho em muốn người đó như thế nào? Phải sống có tâm, có trách nhiệm và phải biết thương con em. Nói chung là điều đó thì em cũng mong thôi, chứ còn em cũng không biết là đối phương như thế nào. Cũng hơi khó ha. Tìm được một người mà thương con mình thật sự thì cũng không có dễ. Dạ, đúng rồi, em biết, nhưng mà mong thì bảo mong, nhưng có duyên thì gặp, không duyên thì cũng phải chịu. Em rồi, cha mẹ em ở đâu, còn đầy đủ không? Ba em thì mất rồi, còn mình mẹ em thì già rồi, ở bên chị ở ngoài thành phố Đà Nẵng. Em có được mấy anh chị em? 5 người, nhưng mà có gia đình hết rồi. Em là thứ mấy trong gia đình? Dạ, em là út đó chị. Gia đình của em có ai ở nước ngoài không? Dạ không, có mà bên bà con xa lắm thì em không có về, không biết. Lâu lâu ở bên Mỹ rồi có cô rồi về thăm, lúc đó em còn nhỏ. Rồi bây giờ em có nghĩ là một anh muốn làm quen với em á, độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? 50 đổ lại. 50 đổ lại. Dạ. Thí dụ người đó hút thuốc uống rượu thì em nghĩ như thế nào? Nói chung là có, nhưng mà xã giao hay không thì được, chứ còn ngoài thì thôi em cũng sợ. Xã giao thì ok chứ rượu uống nhiều quá hả? Dạ đúng rồi, uống mà ý thức được thì tốt. Nói chung làm gì cũng nghĩ đến gia đình thì vẫn tốt hơn. Sau khi chia tay với người trước rồi á, thì em trẻ trung xinh đẹp nữa, chị nghĩ chắc cũng có nhiều người theo đuổi em hả? Cũng có, nhưng mà nói chung là tuổi em lớn rồi nên gặp trẻ trẻ nó lại cũng khó hơn. Người ta vẫn còn ham chơi, thành ra mình khó, tại vì tính em là chững chạc, ít có đua đòi này nọ. Bạn được các kiểu thì được, cái còn ăn chơi quá này nọ em cũng không thích, mà cứng nhắc quá cũng không được. Em rồi con em hiện đang sống chung với em hay là sống chung với cha mẹ em? Hai mẹ con sống ở đây. Em đi làm thế rồi sao em giữ con em được, đưa đón con đi, em đi học? Tại em làm cái này cũng giờ giấc nó cũng tự do, ví dụ khách hàng gọi đi làm thì em sẽ hẹn. Em tự sắp xếp lịch chủ động của em và em hỏi khách thời gian đó thường thuận lợi với em, hoặc là em giờ rạng ngày sau. Là khách họ chấp nhận làm mà họ sẽ chờ em. Ủa em mà em làm cho tiệm hay là em làm cho em? Dạ em làm cho em, ví dụ như ai làm là họ gọi điện em đến nhà họ em làm. Vậy đó hả? Rồi công việc của em có điều không? Nói chung có khi nhiều việc, có khi không có, nói chung là cũng không có điều lắm. Tại vì bây giờ nhiều tiệm nó mở cạnh tranh, mình phải làm chất lượng lắm thì mới lại. Không, em có đi làm cái số hôm sau em đi làm thêm việc thì lại khách gọi em, thành ra em khó đi làm lắm. Cái đến hạn bảo hành khách mình phải có làm, phải vì bảo hành chứ không thể mình lo việc của mình bỏ khách cũng không được. Nên em tính vừa rồi em học thêm nail với nô mi nữa, là để sau này có điều kiện thì em mở tiệm. Con em lớn thì nó đỡ, còn bây giờ nó đang nhỏ quá nên em cứ tạm thời như vậy thời gian đã. Em rồi rồi em có quảng cáo ở đâu không? Làm sao người ta biết em để người ta
tới người ta làm. Em chủ yếu là em làm đẹp từ người đó rồi xin số em mà, chứ em quảng cáo thì ví dụ lỡ chạy quảng cáo nhiều á thì khách đến cũng đâu ai làm được, có mình em mà thời gian em chủ động nữa nên rất là khó, giống như là mình làm tạm thời con mình nhỏ thì mình giải quyết như vậy đó. Bây giờ lo tiền quá thì cũng bỏ bê cũng không được. Em rồi con em có ủng hộ em đi tìm người bạn mới không? Nó mong cho mày có em bé nữa rồi ghê. Đứa đi không cậu ơi. Em là đẻ đi con chăm cho. Trời ơi, là con em mấy tuổi? 9 tuổi hả? Đúng rồi chị. 9 tuổi mà kêu mẹ sanh nữa chăm cho. Là con bạn chơi em một buồn á. Rồi à. Em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? Em nghe chị kia chị nói rồi bắt đầu em vào trang em tìm hiểu em xem em tự hỏi em sao chứ em không rành lắm thật, lần đầu tiên em lên trên mạng đó chứ em ít có cái ẩn, giống như em ẩn người em lắm, ít có bây giờ mà em ra em không có mạnh dạn ngoài em ngại Tại sao em em còn cũng còn khá là trẻ trung mà. Rồi em coi video của chị được nhiều không? dạ, nói chung cũng cũng mới xem chắc cũng tầm 10 ngày. Rồi em có để ý được anh nào trên kênh của chị không? Dạ chưa. Em thích một anh làm quen với mình đó là trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Nhanh nhẹn hoạt bát nhưng đừng có vô tâm keo kiệt gia trưởng được, em sợ em thoải mái lắm mà. Hiện tại em là em đang ở chung với con mình thôi hay là em có ở chung với ai nữa không? Con em Gia đình em á, thì ở hơi xa em, thì em có khi nào em nghĩ là em sẽ quay về gia đình ở không? tại vì chị quê em thì đâu biết làm gì đâu. Quê em là ở trong vùng sâu vùng xa hả? Dạ, ở thuộc dạng mà nó ở ngoài miền Trung ra sát Đà Nẵng, thành ra về quê cũng được nhưng mà em cũng quen ở quê, sống ở đây nó quen là thời tiết nó không có bị mưa nắng bão lũ như quê nhiều, thành ra thoải mái hơn. Ở quê em là bị mỗi năm là bị bão nhiều lắm phải không? Dạ đúng rồi chị, nên năm nào cũng bão lũ về thấy sợ. Rồi nhà em ở là bị cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều hả? Dạ đúng rồi. Em rồi khi có người yêu em có thích người yêu của mình có tính lãng mạn không? Em muốn lãng mạn chứ cho trẻ nào bớt, lúc nào cũng rủ rú. Người bạn trước của em có lãng mạn không? Dạ có, lãng mạn quá thì lại ham chơi. Lãng mạn quá thì cũng đuối ha. Dạ thì bởi vậy cũng vừa thôi, không phải là mình đòi hỏi cao nhưng mà đó là có gì thì em nói sự thật. Có gì thì nói đó phải không? Nói gì Rồi à, bây giờ em ở một mình như thế này thì em có nấu ăn không? có khi ăn ngoài bận quá thì coi nhà, Chị không nghe được. ý là có khi mình bận thì ăn ở ngoài còn rảnh thì thích ăn cái gì mình nấu ở nhà. Rồi thời gian rảnh rỗi em thích làm công việc gì?
thời gian rảnh rỗi thì em hay lên xem chương trình trên đó, cái gì hay thì em xem. Thông thường thì em thích là xem chương trình gì? Cái sống cái này nói chung với lại cái nào đem tới niềm vui chẳng hạn, hài hước, có những cái gì mình học hỏi thêm cái nghề nghiệp mình nữa. Em thích là chương trình, các chương trình hài hay tấu hài đó hả? Dạ đúng rồi. Rồi em thông thường em nấu ăn có ngon không? Nói chung là em nấu thì ít có ai chê, nhưng mà hầu như là thấy như nấu nhiều người cũng hợp, cũng cũng khen ngon. Em có sở thích karaoke, hát karaoke, đi du lịch gì không? Dạ có, em thì hát dở nhưng mà em cũng thích. Bao lâu em mới về thăm gia đình một lần? Tết thì dịp hè con của em được nghỉ học thì em mới về Em được. về sẽ về, mỗi lần về sẽ về bao lâu? Tuần 10 ngày. Có khi nào mẹ em á kêu thôi con về chứ mẹ đi không? Tại mẹ vừa rồi em cũng muốn đưa mẹ vô đây ở với em đó chứ, mà mẹ thì ở quê quen rồi, quê từ đâu đó Còn nghĩ ba? là Còn ba em? ba em thì mất cái lúc dịch vừa rồi á, giãn cách xã hội, lúc đó là ổng bị bệnh nên ổng bệnh già rồi em. Ba em bao nhiêu tuổi? Ba em 33 lớn rồi, Còn mẹ em? sinh năm 43. Sau mối tình không đi đến đâu đó thì em nghĩ là người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho em? Nói chung là người đàn ông phải có tâm, nói chung là phải biết nghĩ cho gia đình, chứ đừng ích kỷ với bản thân mình quá. Tại vì khi em đã đến với ai đó là em hay lo lắm, giống như mình biết cách lo xa này kia. Ví dụ như người đó có gì sai thì mình khuyên có này, nhưng mà không nghe vẫn cứ này kia, em thức dậy. Thành ra mà sống tập nghĩ vun đắp cho gia đình, còn lo ngoài xã hội không nghĩ đến gia đình thì thời gian nó cũng không có bằng. Tại vì tương lai mình ở với gia đình mà. Đó giờ em có đi du lịch những nơi nào ở nước ngoài hay này đó, ở đây đó chứ? Dạ chưa. Nên thành lớn lên đi làm, có con ở nhà chăm con, không có đi đâu đâu. À, khi em có con là em năm em bao nhiêu tuổi? Em 30 á. Và làm phun xăm này là mới công việc của em, mới làm hồi trước em làm công việc gì? Em làm văn phòng, em làm bên tuyển dụng nhân sự á. Em làm văn phòng đó được bao lâu? Em làm được có năm mấy à, cái xong cái em có bầu, em nghĩ ngán quá không làm nữa. Chiều cao của em là bao nhiêu em? Năm ba à, thì em nhỏ con. Mét 53 hả? Dạ. Em có thể đứng lên cho mọi người thấy dáng em ha. Em mặc quần đùi em đứng lại ngại lắm. Dạ. Em Cái người muốn em đi
gọn chứ không có. Để chờ em 5 phút thì em Không, thay được đổi rồi, đi. không không cần đâu. Em Dạ muốn anh bạn của mình đó cao khoảng bao nhiêu? thì cũng vừa vừa thôi, không cần cao lắm. Chung mà em cũng không đòi hỏi gì nhiều đâu, mà đừng có lùn quá. Hiền lành được. Rồi em muốn tìm người bạn cho em như thế này nè, em muốn anh ấy ở đâu cũng được, ở nước nào cũng được, hay em muốn giới hạn ở đâu đó thôi? Nói chung là ở Mỹ thì cũng được, Úc cũng được, Việt Nam cũng được, còn lại mấy nước kia thì em không rành, em không biết. Canada không biết hả? Tôi mình cũng có lên đây tìm bao giờ đâu mà em biết. Lần đầu tiên em lên đây. Rồi công việc của em đó thì không có mấy ổn định, thì trong tương lai nếu có cơ hội em thích làm công việc gì? Là nói gì nói chung cái nào miễn sao mình tốt là được, em không ngại. Em Nếu mà có cơ hội em thích làm công việc gì? nói chung là buôn bán hoặc là làm đẹp, nói chung là cái đó thì em làm được. Hồi đó giờ em có kinh doanh lần nào chưa? Doanh à, kinh doanh trực tiếp thì được. Tôi trực tiếp Ok. nói chuyện hàng á thì em lại có duyên có niềm tin. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tự tìm được một nửa yêu thương trên kênh của chị ha. Em chào khán giả Dạ giùm chị ha. em chị nhiều nha, em chào cộng đồng mạng. Ok, bye em, good night em nha. Dạ, em Văn chào phòng chị. luật sư Pius Pius Empire xin kính chào quý vị. Khi tai nạn xảy ra, quý vị nên gọi ngay cho cảnh sát, chụp hình chiếc xe và bảng số xe của người đụng và của quý vị để tránh trường hợp họ bỏ chạy. Trong lúc tai nạn, quý vị nên gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empire để được bảo vệ và hướng dẫn từ trước đến sau, tham khảo miễn phí. Số điện thoại 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Website luật sư tai nạn.com. Phục vụ toàn tiểu bang Florida.